nhưng vẫn hot. YouTube đang được xem là kênh giải trí và chia sẻ video lớn nhất trên thế giới. Nếu khoảng 6 năm về trước, người có tiếng YouTuber còn xa lạ với nhiều người, giờ đây khái niệm này không còn lạ lẫm nữa. Đã trở thành bệ phóng cho những người mong muốn được nổi tiếng thông qua các video, clip tự sản xuất. Mặt khác, nếu thu hút số lượt xem cao, các YouTuber còn kiếm được rất nhiều tiền nhờ vào công việc này. Đó là lý do vì sao cộng đồng YouTuber càng lúc càng đông đảo cả về chất và lượng. Mọi người ở bất kỳ độ tuổi, giới tính, ngành nghề hay vùng miền nào đều có thể tham gia vào cuộc chiến về view này. Bà già 61 tuổi. Nói đến YouTuber, thường người ta sẽ nghĩ đến những người trẻ tuổi, hoạt ngôn với những video được đầu tư bài bản về hình thức lẫn nội dung. Tuy nhiên hiện nay, những YouTuber lớn tuổi xuất hiện ngày càng nhiều và trở thành một xu hướng mới trong cộng đồng YouTube Việt Nam. Những kênh này thu hút người xem nhờ video có nội dung mộc mạc kể về cuộc sống nông thôn hay dạy nấu nướng, trồng trọt. Bà già 61 tuổi là một trong những kênh trong số này. Chào tất cả mọi người, tôi tên Điểm, năm nay tôi 61 tuổi. Tôi có đam mê trở thành một YouTuber. Tôi xuất thân là một người nông dân làm ruộng. Tôi tạo kênh này để chia sẻ cuộc sống hàng ngày của tôi. Sở thích của tôi là săn bắt, hái lượm, nấu những món ăn độc đáo. Mong mọi người sẽ ủng hộ tôi. Đó là lời giới thiệu của chủ nhân kênh bà già 61 tuổi trên YouTube. Theo một số khán giả, sự hấp dẫn ở kênh YouTube của bà chính là những câu chuyện giản dị hàng ngày ở vùng quê như chế tạo nồi đất ẩm thực, câu cá bằng cần câu khổng lồ hay làm bẫy cá khu nước cạn. Với cảnh vật chân thực mà không phải ai cũng tận mắt chứng kiến được, những clip ghi hình tuy thô sơ của bà đạt lượt xem trung bình từ 300.000, 1 triệu. Tính tới nay, kênh của bà đã có hơn 200.000 người theo dõi. Cháu hâm mộ bà quá, hơn 60 tuổi mà còn rất khỏe và yêu đời nữa. Những clip của bà về nội dung không có gì quá xuất sắc nhưng tinh thần mà bà mang đến thì lại rất đáng hoan nghênh. Chúc bà sống lâu tới 100 tuổi để làm thêm thật nhiều những video như thế nữa. Một người dùng YouTube dành lời khen ngợi cho bà già 61 tuổi. Trong thời đại công nghệ, bất cứ ai cũng có thể nổi tiếng trên mạng xã hội và những người nông dân như bà Điểm hay bà Tân đều đang chọn một lối đi riêng, đó là mong muốn lan tỏa những giá trị và hình ảnh về cuộc sống nông thôn đến cộng đồng mạng. Ẩm thực mẹ làm. Chủ nhân của kênh YouTube ẩm thực mẹ làm là bà Dương Thị Cường, 55 tuổi, làm nghề nông ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên và con trai bà là Đồng Văn Hùng, 23 tuổi, anh chàng cũng chính là người đứng sau những video nấu ăn rất nghệ của mẹ. Nội dung các video của kênh ẩm thực mẹ làm chủ yếu tường thuật những câu chuyện thường ngày của bà Cường và giới thiệu các món ăn dân dã ở vùng nông thôn chưa được nhiều người biết tới, trong đó có nhiều món đặc sản của thời kháng chiến chống Mỹ và bao cấp. Anh Đồng Văn Hùng chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, tôi cùng mẹ tạo kênh ẩm thực mẹ làm để xây dựng hình ảnh một người mẹ nông dân tần tảo, từ đó giới thiệu các món ăn đồng quê quen thuộc, dân dã do chính tay mẹ nấu. Tôi cũng muốn lưu giữ lại những câu chuyện về mẹ mình để làm kỷ niệm. Với những hình ảnh và góc quay bình dị, tôi muốn hướng tới sự bình yên không ồn ào tấp nập của cuộc sống thành thị, cùng với ngôi nhà đơn sơ mộc mạc ở quê. Tôi hy vọng những món ăn mẹ nấu sẽ chạm tới trái tim của các bạn, những người con xa nhà, xa quê hương. Với cách nói chuyện tự nhiên, gần gũi, các video của bà Cường nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng và nhận được sự yêu thích lớn. Hiện tại, kênh ẩm thực mẹ làm đã đạt hơn 80.000 người đăng ký theo dõi. Chia sẻ về những khó khăn gặp phải trong quá trình sản xuất video cùng mẹ, Hùng cho hay, khó khăn lúc mới bắt đầu làm rất nhiều, đặc biệt là ở việc quay hình và dựng phim. Có những cảnh tôi quay đi quay lại mãi mới được, và nhiều hôm hai mẹ con ăn tối lúc 9:10 giờ đêm. Một video tôi và mẹ làm thường mất từ 4 đến 5 ngày mới hoàn thành. Tuy mệt nhưng khi thấy đứa con tinh thần của mình được mọi người đón nhận, chúng tôi rất vui. Đêm đến trước khi đi ngủ, tôi đọc những bình luận cho mẹ nghe, bà rất hạnh phúc và có khi vui quá nên không ngủ được. Thiệu Nhất Nguyên, nam sinh năm 2001 ở Đồng Tháp này đã xác định được con đường mình muốn theo đuổi là trở thành một YouTuber ngay từ khi mới 17 tuổi. Kênh YouTube của Thiệu Nhất Nguyên ra video khá đều đặn, trung bình từ 1-2 video trên tuần. Nội dung các video chủ yếu là cuộc sống thường ngày và những trải nghiệm độc đáo cùng bạn bè của Nguyên như làm nhà giường ngủ bằng đá, ủ nước ngọt trong thân tre để uống, thử thách sống 24 giờ dưới đất. Hiện kênh YouTube của Nguyên đạt hơn 1,6 triệu người theo dõi và các video đều có lượt xem trung bình trên 1 triệu. Kênh YouTube này được thành lập vào khoảng tháng 10 năm 2017 và chưa đầy một năm sau, Nguyên đạt nút vàng YouTube. Những con số này mang đến cho Nguyên nguồn thu nhập ổn định từ YouTube và các thương hiệu trả quảng cáo.